Tết cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi người dân Việt Nam, một phần bởi những giá trị nhân văn cao đẹp mà ông cha đã sáng tạo, vun đắp, gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ, trở thành điểm tựa giúp cộng đồng dân tộc vượt qua những thử thách để xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh. Tại Nga, đến ngày hôm nay, những gia đình Việt Nam vẫn ý thức rõ vai trò của việc gìn giữ phong tục, các nét đẹp ngày Tết. Nên dù ở xa, những người con Việt Nam vẫn cảm thấy rất gần với quê hương, tổ quốc. Gia đình chị Hồ Thị Xuân là gia đình người Việt Nam đông con nhất tại thành phố Voronezh, miền Nam nước Nga. Dù ở Nga từ bé, song cả 6 người con đều nói tốt tiếng Việt và yêu thích văn hóa Việt Nam. Những ngày giáp Tết, những đứa trẻ lại được quây quần bên những chiếc lá dong, thịt mỡ hành, cùng bố mẹ, người thân gói những chiếc bánh chưng xinh xắn. Hôm nay em biết là bánh chưng là cái gì? Bánh chưng làm từ gạo nếp, đậu xanh, thịt ba chỉ, hành, với lại gói lại là lá dong. Năm nay là em với gia đình đón Tết ở Nga, nhưng mà mong là năm sau sẽ về được Việt Nam xong rồi đón Tết với ông ba. Các năm trước thì con được ở Việt Nam gói bánh chưng cùng ông bà, nhưng năm nay thì con có bánh chưng ở Nga, mặc dù xa quê nhưng không khí vẫn rất ấm áp và vui giống như ở Việt Nam. Hy vọng năm sau con sẽ được về gói bánh chưng của ông bà. Mỗi độ Tết đến xuân về, trong những người con xa xứ lại trào dâng cảm xúc bâng khuâng, niềm nhớ gia đình, quê hương. Ở lại Nga đón Tết, người Việt vẫn có thời gian để cả người lớn và em nhỏ được bồi đắp thêm những tri thức, kinh nghiệm dân gian, phong tục tập quán, những nét đẹp truyền thống lịch sử văn hóa hay những bài học đạo lý. Trong buổi gói bánh, bố mẹ cũng chỉ cho con cả cách đối nhân xử thế. Năm nào bọn tôi cũng tổ chức gói bánh, chưng bánh Tết để giới thiệu với các cháu, coi như là Tết cổ truyền của Việt Nam. Đây là bánh chưng, bánh Tết để tượng trưng cho đất, cho trời, để các cháu am hiểu, để hiểu biết về cái tục lệ và cái cội nguồn của dân tộc. Mình muốn giữ cái truyền thống này coi như là mãi mãi về sau, không muốn nó mai mọt đi. Còn nếu như mình không tổ chức thế thì con cháu nó không thể biết được. Tết như cánh cửa thời gian khép lại một năm cũ qua đi để đón chào một năm mới với những rộn ràng kế hoạch mới. Nhớ về cội nguồn tổ tiên, hướng về ông bà, người thân ở Việt Nam để họ thêm điểm tựa, sức mạnh tinh thần vượt qua những khó khăn. Hòa mình trong không khí lễ hội, trong nghĩa tình láng giềng anh em bầu bạn, mỗi gia đình như được tiếp thêm sức mạnh, động lực tinh thần để sống tốt và có ý nghĩa hơn. Nhờ nỗ lực của gia đình mà các thế hệ trẻ người Việt thứ hai, thứ ba tại thành phố Voronezh nói riêng và nước Nga nói chung vẫn đang được truyền lại một cách cẩn thận các cái giá trị cổ truyền dân tộc. Mỗi gia đình vững mạnh, tức là cộng đồng người Việt xa quê vững mạnh, và từ đấy thì thêm cái nguồn lực để xây dựng nước Việt Nam ngày càng phồn vinh. Thanh Thể, phóng viên Truyền hình Nhân dân, từ Liên bang Nga.